Vani, một trong những nguyên liệu nước hoa đắt nhất thế giới, hiện nay 80% số lượng được trồng ở Madagascar. Nguyên nhân là do chỉ ở Madagascar có khí hậu phù hợp, hoa của nó cũng không thể tự thụ phấn mà phải có kỹ thuật bằng tay. Giá của nó khoảng 500 USD 1 kg. Hiện nay hơn 90% nước hoa dùng chất nhân tạo để mô phỏng lại mùi hương của vanilla. Hello các anh em, ngày hôm nay anh em mình sẽ nói về mùi hương vanilla và 5 chai nước hoa xứng đáng với giá tiền mà chúng ta sẽ phải bỏ ra để sở hữu em nó. Mình sẽ không nói rằng đây là 5 chai nước hoa ngon nhất, đây không phải là 5 chai nước hoa tốt nhất, nhưng chắc chắn rằng nó là 5 chai nước hoa mà đáng giá tiền mà chúng ta sở hữu nó để được ngắm em nó, để được cầm nắm em nó. Đấy chắc chắn là xứng đáng. Và nếu như các anh em có lần đầu xem video này của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để có thể chúng ta gặp lại với nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình đi tìm 5 chai nước hoa vanilla đáng với giá tiền nhất. Ok, lên đường. Ok các anh em, chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến đây đó là một sản phẩm của nhà L'Occitane và nó có tên Audible. Đây là một sản phẩm gây ra rất nhiều những cái tiếc nuối cho các anh em, bởi vì L'Occitane có cửa hàng ở Việt Nam và đã từng bán sản phẩm này, nhưng hiện tại thì mấy năm nay là không có hàng. Và đây là một cái điều rất là đáng tiếc, bởi vì đây là một mùi hương vani cực kỳ là xuất sắc, rất là xuất sắc, xứng đáng đến từng xu mà chúng ta sẽ phải bỏ ra. Nhưng thay vì mấy năm trước rất là dễ mua, chúng ta chỉ việc đặt Grab, đi xe máy hoặc là đi, thậm chí đạp xe đạp đi ra khu Lotte, đi ra khu Vincom Bà Triệu thì chúng ta mua rất là dễ dàng. Nhưng hiện tại thì đây là một cái hành trình rất là khó khăn để sở hữu chai nước hoa này. Nhưng mà như mình vẫn nói ở các video trước, những cái gì khó mà chúng ta sở hữu thì mới là đáng trân trọng. Và rất có nghĩa là chúng ta, bản thân chúng ta cũng cảm thấy bỏ công sức của chúng ta phải bỏ ra. Và Audible mình luôn luôn đánh giá nó là một trong những chai nước hoa best, một trong những chai nước hoa xuất sắc có mùi hương vani, với sự kết hợp của nhang của vani tạo nên một cái mùi hương rất là độc đáo. Và gần như là mình không thấy đụng với quá nhiều mùi hương, kể cả là những mùi hương cao cấp có sử dụng nốt hương vani. Đó, đấy là những cái cảm nhận của mình về Audible. Nói chung về mùi hương thì mình không có một ý kiến gì, chỉ có một cái điều đáng tiếc, đó là để sở hữu mùi hương của chai nước hoa này hiện tại thì nói chung là các anh em cũng phải vất vả gian nan khá là nhiều. Đó, chai nước hoa đầu tiên, L'Occitane Audible. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Kenner Barcelona và nó có tên Airborn. Đây là một mùi hương dành cho các anh em nào hảo ngọt, thích tông ngọt, với sự kết hợp giữa mật ong và vani tạo nên một cái mùi hương rất nói chung là như mình vẫn nói, nó giống như kiểu một cái mùi hương ngọt phết lên trên da này. Đó, mỗi khi mà chúng ta ngửi, chúng ta sẽ cảm thấy độ ngọt, độ ngậy. Ngọt nhưng mà nó không dạng như kiểu ngọt khé, mà là ngọt vừa đủ và một cái độ ngậy nữa. Ngửi ra rất là, nhất là vào những ngày mùa đông Hà Nội này, xịt và tuyệt vời, cũng gì để nói cả. Chai hoa này thì nói chung các anh em xác định là sẽ phải order, bởi vì cũng khá là hiếm hàng ở Việt Nam. Nhưng mà mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa mà các anh em nếu sở hữu và xịt vào mùa đông thì rất là xứng đáng với giá tiền mà chúng ta sẽ bỏ ra để có được em nó. Do vậy ở vị chai nước hoa thứ hai đó là Kenner Airborn, một mùi hương của mật ong, của vani rất là ngọt. Chai nước hoa tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà Victorian Roth và nó có tên Spice Bomb All Extreme. Đây là phiên bản tiếp theo của Spice Bomb nhưng với một cái tông mùi đậm hơn, dày hơn và sâu lắng hơn. Nếu như ở phiên bản Spice Bomb, nó là một sự kết hợp giữa thuốc lá của tiêu tạo nên một cái mùi hương rất là trẻ trung, rất là power và năng động. Còn ở phiên bản Spice Bomb Oil Spring này thì với vani vẫn là thuốc lá, thế nhưng cái độ dày mùi, độ đậm mùi, độ ngọt mùi và nó có một cái độ sâu lắng mùi hơn. Rất thích hợp những ngày mùa đông, ví dụ như là trong những ngày Noel chẳng hạn, chúng ta xịt và đi cùng với bạn gái. Á trời, không còn gì để nói, rất là tuyệt vời. Mình nghĩ rằng không thể gọi đây là một chai xuất sắc nhất, không thể gọi là một chai xuất sắc nhất, nhưng nếu như có một cái list ví dụ như là 10 chai nước hoa vani thì em này
mình nghĩ rằng cũng phải được lê lết ở cái vị trí số 10 hoặc số 9 gì đấy. Cá nhân mình nghĩ là như thế. Sản phẩm của nhà Victor & Robert Spice Bomb Oil Cream. Vị số 2 là một sản phẩm của nhà Segluten và chai nước hoa này có tên Umbos Vanille. Chai nước hoa này mang cho mình rất là nhiều những cảm xúc. Thực sự nếu như để mà xịt trong một cái không gian hẹp ấy, thì 5 chai mình lít ra trong video này thì mình sẽ ưu tiên dùng ngay chai nước hoa Umbos Vanille này với một cái tông mùi của vanille kết hợp cùng với dừa tạo nên một cái mùi hương. Cá nhân mình thì mình luôn luôn nhớ đến mùi hương này với một cái tiệm bánh ở đoạn trên phố cổ ấy. Mỗi lần mà mình lên mình mua ấy, thì cái mùi bánh người ta lấy từ trong lò người ta bỏ ra thì nó làm mình nhớ đến rất là nhiều cái mùi hương này. Nói thật là cái mùi hương này ấy, các anh em xịt trong một cái không gian hẹp thì ok, còn nếu mà để mà đi mà ngoài đường cộng thêm cái bụi bặm và đường xá Việt Nam thì thực sự là chai nước hoa này không chịu nổi được tầm vài giờ đồng hồ. Nhưng để mà ví dụ anh em mình đến nơi mà chúng ta xịt cộng thêm một cái mùi hương rất là đặc biệt không đụng hàng của Umbos Vanille, điểm 10 cho chất lượng đó. Chai nước hoa thứ hai của sản phẩm của nhà Segluten. Và chai nước hoa cuối cùng mà mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Nichen và nó có tên Annie. Đây là một mùi hương của vanille mix cùng với một số những nguyên liệu canh nồng, ví dụ như là tiêu hồng, hoắc hương vân vân, tạo nên một cái mùi hương vanille có thể gọi là khá là lạ, bởi vì nó vẫn là một vị ngọt nhưng nó kết hợp cùng với một cái vị cay nồng tạo nên một cái mùi hương khá là mạnh. Thực sự là mùi hương này nếu mà phải dùng vào những ngày lạnh ấy thì chúng ta mới thấy hết cái hay, còn để mà ví dụ như là hơi ấm ấm mà xịt thì mình nghĩ là hơi nặng đòn. Nhưng bỏ qua cái việc độ mạnh mùi thì đây là một mùi hương mình nghĩ rằng rất là hay, không quá là phù hợp với các anh em tuổi teen, tầm từ ví dụ tầm 27-28 mà xịt thì sẽ hợp lý hơn. Một cái mùi hương có ngọt, có một chút cay nồng. Mùi vanille ở đây là vừa đủ, nó không quá lấn áp cái vị cay nồng của các cái nguyên liệu gia vị phương Đông, mà vừa đủ tạo nên hai cái thái cực mà nó mix với nhau rất là giống như kiểu là tròn trịa, không bị quá cái gì, không có một cái gì là bị thấp hơn, rất là thú vị. Do vậy nếu như mà chúng ta sở hữu chai nước hoa này sẽ rất là ok. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 5 chai nước hoa có mùi hương vanille đáng giá với số tiền mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào các anh em và hẹn gặp lại.